Nay đệ tử đi xuất gia không phải do tự nguyện mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử A Nâu Lâu Đà. Tuy nhiên vì oai đức của Thế Tôn, vì giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh thiện của A Nâu Lâu Đà, nên đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả ra đi. Bây giờ đây, con đã là người xuất gia, không có tài sản của cải gì cả, không có quyền lực danh vọng, không nhà cao cửa rộng, không kẻ hạ người hầu. Mỗi ngày đi khất thực chỉ ăn một bữa, đêm về ngủ dưới gốc cây, thế mà lòng lại cảm thấy thảnh thơi an lạc ạ. Đêm hôm qua, giữa nửa khuya thanh vắng, đệ tử đã cảm nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong cuộc đời. Ngồi một mình, đệ tử thấy rõ mình chẳng có gì để mất, chẳng có gì phải để sợ, chẳng có gì phải quan tâm lo lắng và đề phòng. Hoàn toàn rỗng rang, thanh bình và tự tại. Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đã đi vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền ổn định và vững chãi. Thế rồi, các trạng thái hỷ lạc, nhất tâm, chúng tầm mát, no đầy thân tâm của con, làm cho con cảm nhận sâu sắc, vi tế, thâm mật, hạnh phúc của thiền duyệt. Hạnh phúc đó trước đây con chưa từng bao giờ cảm nhận được, nên con buột miệng thốt lên lời vui mừng, đã làm kinh động đến Đức Thế Tôn và các bạn đồng tu. Kính xin Đức Thế Tôn và đại chúng cho con được sám hối ạ. Ai cũng nhìn vị cựu tổng trấn bằng tia mắt kính trọng và đầy thiện cảm. Đã. Ông ấy sám hối như vậy, đại chúng có thông cảm trong không? Bất kỳ ai do vì tu tập tinh tấn mà đạt được an lạc mà lỡ có phạm cái lỗi này, chúng ta cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ đó là khác. Ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện này cần phải được tán dương và kể lại cho nhiều người nghe. Đấy, hôm nay Thầy Thái Bình kể lại cho đại chúng nghe đấy. Để cho mọi người cùng thấy rằng quyền lực, danh vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ. Và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản, độc cư, thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự. Trên chùa Phật Quang ta vậy, mỗi lần mà lễ thành đạo rất là đông. Thì nào giờ thì Thầy không có nói, kệ Phật tử đến đông là quý thôi, không cần phải khoe. Nhưng sau này bắt đầu Thầy cứ khoe, cứ viết đưa lên báo, báo điện tử, khoe lên là trong buổi lễ này được đông người đến như vậy. Đến chi vậy? Để cho các chùa khác sao? Làm theo. Để cho các chùa khác thấy rằng là Phật tử rất thích lễ thành đạo. Mà nếu các chùa tổ chức được lễ thành đạo thì ta mới gieo lại cái nhân đắc đạo cho chúng sinh. Chứ còn bây giờ Thầy nói tổ chức lễ Phật đản, sự thật không gieo nhân đắc đạo nhiều cho chúng sinh đâu. Ta chỉ ca ngợi cái sự vinh quang Đức Phật, thì sau này mình có cái phước được người ta tôn vinh mình chút. Hoặc là làm lễ Vu Lan thì cũng chỉ làm cái lễ nhắc về đạo đức thôi. Nhưng mà nếu dự lễ thành đạo, tôn vinh sự thành đạo của Phật, thì ta mới có cái nhân thành đạo, đắc đạo nơi chính mình. Mà nếu các chùa đều làm được như vậy hết thì cái nhân đắc đạo đó nó tràn lan trong cuộc đời này. Cho nên sau này bắt đầu thì cho khoe luôn, là nói rằng mỗi lần lễ thành đạo chùa ta đông 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 như vậy, đến chi để các chùa khác phải đồng làm hết. Và bây giờ Thầy rất là mừng là nhiều chùa đã bắt đầu làm lễ thành đạo. Có lần trên báo điện tử Thầy đọc, cái Thầy thấy có một cái chùa bên Mỹ cũng làm lễ thành đạo, mà xem trong hình chỉ có đứng có 10 người thôi, chỉ có 10 Phật tử tới để dự lễ thành đạo. Thầy vừa thương mà vừa xót. Thương là sao? Thầy đó rất thiện chí, dù ít người vẫn tổ chức lễ thành đạo để gieo cái phước cho chúng sinh. Xót là sao? Xót là ít người quá. Nhưng mà thôi, từ từ rồi người ta sẽ ý thức. Tại vì lỗi là do quý thầy mình đã quá nhiều năm, quá nhiều thế hệ không làm lễ thành đạo một cách trang trọng nên mọi người quên. Bây giờ chùa Phật Quang mình dựng lại cái lễ thành đạo long trọng để gieo cái nhân đắc đạo cho mọi người. Ai mà về đây dự cái lễ thành đạo là đều có cái nhân đắc đạo về sau. Nay đệ tử đi xuất gia không phải do tự nguyện mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử A Nâu Lâu Đà. Tuy nhiên vì oai đức của Thế Tôn, vì giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh thiện của A Nâu Lâu Đà, nên đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả ra đi. Bây giờ đây, con đã là người xuất gia,
không có tài sản của cải gì cả, không có quyền lực danh vọng, không nhà cao cửa rộng, không kẻ hạ người hầu. Mỗi ngày đi khất thực chỉ ăn một bữa, đêm về ngủ dưới gốc cây, thế mà lòng lại cảm thấy thảnh thơi an lạc ạ. Đêm hôm qua, giữa nửa khuya thanh vắng, đệ tử đã cảm nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong cuộc đời. Ngồi một mình, đệ tử thấy rõ mình chẳng có gì để mất, chẳng có gì phải để sợ, chẳng có gì phải quan tâm lo lắng và đề phòng. Hoàn toàn rỗng rang, thanh bình và tự tại. Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đã đi vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền ổn định và vững chãi. Thế rồi, các trạng thái hỷ lạc, nhất tâm, chúng tầm mát, no đầy thân tâm của con, làm cho con cảm nhận sâu sắc, vi tế, thâm mật, hạnh phúc của thiền duyệt. Hạnh phúc đó trước đây con chưa từng bao giờ cảm nhận được, nên con buột miệng thốt lên lời vui mừng, đã làm kinh động đến Đức Thế Tôn và các bạn đồng tu. Kính xin Đức Thế Tôn và đại chúng cho con được sám hối ạ. Ai cũng nhìn vị cựu tổng trấn bằng tia mắt kính trọng và đầy thiện cảm. Đã. Ông ấy sám hối như vậy, đại chúng có thông cảm trong không? Bất kỳ ai do vì tu tập tinh tấn mà đạt được an lạc mà lỡ có phạm cái lỗi này, chúng ta cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ đó là khác. Ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện này cần phải được tán dương và kể lại cho nhiều người nghe. Đấy, hôm nay Thầy Thái Bình kể lại cho đại chúng nghe đấy. Để cho mọi người cùng thấy rằng quyền lực, danh vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ. Và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản, độc cư, thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự. Trên chùa Phật Quang ta vậy, mỗi lần mà lễ thành đạo rất là đông. Khi nào giờ thì Thầy không có nói, kệ Phật tử đến đông là quý thôi, không cần phải khoe. Nhưng sau này bắt đầu Thầy kêu khoe, cứ viết đưa lên báo, báo điện tử, khoe lên là trong buổi lễ này được đông người đến như vậy. Đến chi vậy? Để cho các chùa khác sao? Làm theo. Để cho các chùa khác thấy rằng là Phật tử rất thích lễ thành đạo. Mà nếu các chùa tổ chức được lễ thành đạo thì ta mới gieo lại cái nhân đắc đạo cho chúng sinh. Chứ còn bây giờ Thầy nói tổ chức lễ Phật đản, sự thật không gieo nhân đắc đạo nhiều cho chúng sinh đâu. Ta chỉ ca ngợi cái sự vinh quang Đức Phật, thì sau này mình có cái phước được người ta tôn vinh mình chút. Hoặc là làm lễ Vu Lan thì cũng chỉ làm cái lễ nhắc về đạo đức thôi. Nhưng mà nếu dự lễ thành đạo, tôn vinh sự thành đạo của Phật, thì ta mới có cái nhân thành đạo, đắc đạo nơi chính mình. Mà nếu các chùa đều làm được như vậy hết thì cái nhân đắc đạo đó nó tràn lan trong cuộc đời này. Cho nên sau này bắt đầu thì cho khoe luôn, là nói rằng mỗi lần lễ thành đạo chùa ta đông 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 như vậy, đến chi để các chùa khác phải đồng làm hết. Và bây giờ thì rất là mừng là nhiều chùa đã bắt đầu làm lễ thành đạo. Có lần trên báo điện tử thì đọc, thế thì thấy có một cái chùa bên Mỹ cũng làm lễ thành đạo, mà xem trong hình chỉ có đứng có 10 người thôi, chỉ có 10 Phật tử tới để dự lễ thành đạo. Thầy vừa thương mà vừa xót. Thương là sao? Thầy đã rất thiện chí, dù ít người vẫn tổ chức lễ thành đạo để gieo cái phước cho chúng sinh. Xót là sao? Xót là ít người quá. Nhưng mà thôi, từ từ rồi người ta sẽ ý thức. Tại vì lỗi là do quý thầy mình đã quá nhiều năm, quá nhiều thế hệ không làm lễ thành đạo một cách trang trọng nên mọi người quên. Bây giờ chùa Phật Quang mình dựng lại cái lễ thành đạo long trọng để gieo cái nhân đắc đạo cho mọi người. Ai mà về đây dự cái lễ thành đạo là đều có cái nhân đắc đạo về sau. Nay đệ tử đi xuất gia không phải do tự nguyện mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử Anuladha. Tuy nhiên vì oai đức của Thế Tôn, vì giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh thiện của Anuladha, nên đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả ra đi. Bây giờ đây, con đã là người xuất gia, không có tài sản của cải gì cả, không có quyền lực danh vọng, không nhà cao cửa rộng, không kẻ hạ người hầu. Mỗi ngày đi khất thực chỉ ăn một bữa, đêm về ngủ dưới gốc cây, thế mà lòng lại cảm thấy thảnh thơi an lạc ạ. Đêm hôm qua, giữa nửa khuya thanh vắng, đệ tử đã cảm nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong cuộc đời.
ngồi một mình đệ tử thấy rõ mình chẳng có gì để mất, chẳng có gì phải để sợ, chẳng có gì phải quan tâm lo lắng và đề phòng, hoàn toàn rỗng rang, thanh bình và tự tại. Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đã đi vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền ổn định và vững chãi. Thế rồi, các trạng thái hỷ lạc, nhất tâm, chúng tầm mát, no đầy thân tâm của con, làm cho con cảm nhận sâu sắc, vi tế, thâm mật, hạnh phúc của thiền duyệt. Hạnh phúc đó trước đây con chưa từng bao giờ cảm nhận được, nên con buột miệng thốt lên lời vui mừng, đã làm kinh động đến Đức Thế Tôn và các bạn đồng tu. Kính xin Đức Thế Tôn và đại chúng cho con được sám hối ạ. Ai cũng nhìn vị cựu tổng trấn bằng tia mắt kính trọng và đầy thiện cảm. Đã. Ông ấy sám hối như vậy, đại chúng có thông cảm trong không? Bất kỳ ai do vì tu tập tinh tấn mà đạt được an lạc mà lỡ có phạm cái lỗi này, chúng ta cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ đó là khác. Ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện này cần phải được tán dương và kể lại cho nhiều người nghe. Đấy, hôm nay Thầy Thái Minh kể lại cho đại chúng nghe đấy. Để cho mọi người cùng thấy rằng quyền lực, danh vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ. Và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản, độc cư, thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự. Trên chùa Phật Quang ta vậy, mỗi lần mà lễ thành đạo rất là đông. Khi nào giờ thì Thầy không có nói, thôi kệ Phật tử đến đông là quý thôi, không cần phải khoe. Nhưng sau này bắt đầu Thầy kêu khoe, cứ viết đưa lên báo, báo điện tử, khoe lên là trong buổi lễ này được đông người đến như vậy. Đến chi vậy? Để cho các chùa khác sao? Làm theo. Để cho các chùa khác thấy rằng là Phật tử rất thích lễ thành đạo. Mà nếu các chùa tổ chức được lễ thành đạo thì ta mới gieo lại cái nhân đắc đạo cho chúng sinh. Chứ còn bây giờ Thầy nói tổ chức lễ Phật đản, sự thật không gieo nhân đắc đạo nhiều cho chúng sinh đâu. Ta chỉ ca ngợi cái sự vinh quang Đức Phật, thì sau này mình có cái phước được người ta tôn vinh mình chút. Hoặc là làm lễ Vu Lan thì cũng chỉ làm cái lễ nhắc về đạo đức thôi. Nhưng mà nếu dự lễ thành đạo, tôn vinh sự thành đạo của Phật, thì ta mới có cái nhân thành đạo, đắc đạo nơi chính mình. Mà nếu các chùa đều làm được như vậy hết thì cái nhân đắc đạo đó nó tràn lan trong cuộc đời này. Cho nên sau này bắt đầu thì cho khoe luôn, là nói rằng mỗi lần lễ thành đạo chùa ta đông 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 như vậy, đến chi để các chùa khác phải đồng làm hết. Và bây giờ Thầy rất là mừng là nhiều chùa đã bắt đầu làm lễ thành đạo. Có lần trên báo điện tử Thầy đọc